Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình chủ nhật ngày 4 tháng 6 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra an toàn. Hưng Yên kích hoạt định danh căn cước công dân điện tử đạt gần 84% đứng đầu toàn quốc. Tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và hành lang lưới điện. Chợ xây dựng bỏ hoang, tiểu thương bán ở chợ tạm. Đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trong doanh nghiệp. Quý vị và các bạn, hôm nay hơn 16.800 thí sinh của Hưng Yên đã hoàn thành ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Trong ngày thi thứ hai, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổng hợp. Bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó môn tiếng Anh chiếm 40%, môn địa lý và vật lý mỗi môn chiếm 30%. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi bám sát chương trình học, kiến thức cơ bản nhưng lại không dễ để đạt điểm cao do vẫn có một số câu hỏi khó để phân loại thí sinh. Buổi chiều, thí sinh đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên làm bài thi môn chuyên với hình thức tự luận. Đề thi các môn chuyên được đánh giá hay, tính phân hóa cao, phù hợp với đặc thù tuyển sinh vào trường chuyên của tỉnh. Em thấy đề thi lần này dễ hơn đề thi thử em thi ở trường. Trong 3 môn tổng hợp thì em thấy tiếng Anh và địa lý dễ. Trong 3 môn thấy khó chắc là môn Anh. Khoảng chắc 20 thôi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm nay có hơn 16.800 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh là 11.000 em. So với năm ngoái, số thí sinh đăng ký giảm 400 em, nhưng chỉ tiêu trúng tuyển tăng 500 em. Dù tỷ lệ chọi toàn tỉnh giảm, nhưng kỳ thi vẫn có tính cạnh tranh cao do lượng thí sinh đăng ký vào các trường khác nhau. Một số trường có lượng thí sinh đăng ký dự thi đông như Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, Trung học phổ thông Văn Lâm, Trung học phổ thông Yên Mỹ, Trung học phổ thông Triệu Quang Phục. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức thi tại tất cả các điểm thi. Khoảng 3.000 người tham gia công tác coi thi, bảo vệ, phục vụ kỳ thi được tập huấn quán triệt quy chế thi kỹ lưỡng. Các điểm thi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. 100% các điểm thi đều có lực lượng học sinh tình nguyện tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh khi cần thiết. Công tác bảo mật trong quá trình giao nhận và bảo quản đề thi, bài thi được đảm bảo. Camera giám sát tại phòng chứa đề và bài thi hoạt động 24/24 ngay cả khi xảy ra sự cố điện. Kết thúc 2 ngày thi, toàn tỉnh không có thí sinh và cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế. Có 137 em vắng thi môn ngữ văn, 140 thí sinh không thi môn toán và bài thi tổng hợp. Số thí sinh vắng thi môn chuyên là 7 em, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt hơn 99%. Kỳ này thì các đồng chí điểm trưởng chính là hiệu trưởng các trường, cho nên công tác chuẩn bị, công tác chỉ đạo và công tác thực hiện rất là đồng bộ. Qua kết quả của các đoàn kiểm tra, tất cả các cái điểm thi đều thực hiện đúng quy chế, và đặc biệt là với một cái khí hậu nóng bức này nhưng mà thí sinh cũng như là các thầy các cô và lực lượng tham gia thi đều là an toàn. Xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Ngày mai, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai các bước trong công tác chấm thi. Kết quả sẽ được công bố ngay sau khi hoàn thành và dự kiến là muộn nhất vào ngày 20 tháng 6. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an tỉnh, đến nay tỷ lệ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử của tỉnh Hưng Yên đạt cao, trong đó tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử hiện dẫn đầu cả nước với trên 480.000 tài khoản đã kích hoạt. Cụ thể, sau hơn một năm triển khai đề án 06, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip. Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thu nhận và cấp gần 380.000 tài khoản định danh mức độ 2, tổng kích hoạt gần 482.000 tài khoản định danh 2 mức, đạt tỷ lệ trên 84%. Một số địa phương có tỷ lệ kích hoạt cao so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như huyện Tiên Lữ 39.000 tài khoản, huyện Phù Cừ gần 37.000 tài khoản. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hướng dẫn, cài đặt ứng dụng và nâng cấp tài khoản định danh điện tử không những giúp hoàn thiện dữ liệu dân cư, quản lý thông tin công dân mà còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch cùng các nhóm tiện ích khác.
Sở Công Thương vừa ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn hành lang lưới điện. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm luật điện lực, tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý. Công ty Điện lực Hưng Yên, các hợp tác xã, đơn vị bán lẻ điện phối hợp với chính quyền địa phương, báo Hưng Yên, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn điện, an toàn phòng chống cháy nổ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống lưới điện, nhất là các vị trí xung yếu, phụ tải lớn để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Đối với các tổ chức cá nhân, khách hàng sử dụng điện không đốt bắn các loại pháo hoa, pháo sáng, pháo có giấy tráng kim loại, đèn trời hoặc gần đường dây điện, chạm điện, không thả diều, vật bay các loại trong và gần đường dây điện, chạm điện, không bắn, quăng, ném các vật lạ lên dây điện, chạm điện, không trồng cây cao dưới hành lang đường điện cao áp, nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm các công trình điện, hành lang an toàn lưới điện cao áp. Cùng với 13 sản phẩm của 7 chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao, 4 sao, huyện Văn Giang đang phấn đấu có thêm 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Huyện Văn Giang đang hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu có thêm 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP gồm bánh dày, bánh cuốn, bánh tẻ, bưởi quả. Cùng với đó, hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm OCOP sắp hết thời hạn chứng nhận, làm hồ sơ đánh giá lại sản phẩm. Các sản phẩm được công nhận thuộc nhóm sản phẩm chủ lực của huyện Văn Giang thời gian qua như cây cảnh, mật ong, thực phẩm chế biến, quả tươi. Nhận thức được lợi ích của không gian xanh đối với môi trường và sức khỏe trong quá trình kiến thiết nhà cửa và xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình địa phương trên địa bàn huyện Khoái Châu đã quan tâm giữ gìn và phát triển không gian xanh, tạo môi trường sống trong lành. Dưới bóng cây xanh rơm mát, khoảng sân nhà ông Đỗ Xuân Hùng ở thôn 1, xã Ông Đình là không gian trò chuyện vui chơi của các thành viên trong gia đình mỗi buổi sáng chiều. Trong những ngày thời tiết nắng nóng, không gian này còn trở thành địa chỉ yêu thích của bà con trong xóm. Năm 2022, khi xây sửa lại nhà, thay vì chặt cây xanh để có được căn phòng hiện đại khép kín và tường bao vuông vức, gia đình ông Hùng đã thiết kế giữ lại được hai cây nhãn và mít có tuổi đời hơn 50 năm. Lái phần tường bao, cắt phần mái để cây vươn ra ngoài, tạo không gian xanh mát. Gia đình tôi quyết định là giữ tất cả các cây xanh mà đã cổ thụ để tạo điều kiện cho gia đình mát mẻ, hàng xóm đi lại mát mẻ. Đấy. Rồi nó tạo những không khí, bầu không khí trong lành cho xã hội, cho gia đình. Cây xanh rất tốt cho môi trường. Bố mẹ cháu cũng bảo là nên chăm sóc cây thật tốt, tưới nước cho cây hàng ngày. Nhà cháu cũng có một góc nhỏ trồng cây. Cho cháu cảm nhận được là mỗi khi mà cháu học về căng thẳng thì cháu ra chăm sóc cây thì cháu cảm thấy rất thư giãn. Tuyến đường chính của thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo, tường bao của các gia đình hai bên tuyến đường đều được phủ xanh cây lá và các loại hoa. Thôn Dũng Tiến có hơn 300 hộ dân, hầu hết các gia đình đều bố trí trồng các loại cây xanh trong khuôn viên nhà mình. Không gian xanh là nơi thư giãn, tìm lại sự cân bằng tinh thần và khám phá thiên nhiên cho cả trẻ con và người lớn. Dũng Tiến chúng tôi thì nhà nói chung là ít nhiều nhà nào cũng có cây cối hay là cái bóng mát. Mùa hè này thì mát mẻ, các cháu đi học về thấy đùa cười rồi xe pháo đi ở sân phóng mát sướng, thấy thoải mái tư tưởng. Chúng tôi cũng đưa cái nghị quyết là cây xanh rồi sạch môi trường sạch đẹp, nó đưa vào nghị quyết của thôn để xây dựng. Mà thực tế thì gần như là bà con thì từ trước đây cũng nhà nào cũng thế, cũng rất là nhiều cây xanh và nhà nào cũng giữ môi trường xanh đẹp. Đây không những là cái tiêu chí mà cũng như là đây là cái nhu cầu của cuộc sống. Không gian xanh được ví như lá phổi của khu dân cư, giúp điều hòa không khí trong những ngày nắng nóng. Bằng việc tạo dựng và duy trì không gian xanh, mỗi gia đình không chỉ giữ gìn môi trường tự nhiên mà còn góp phần tạo nên cuộc sống hạnh phúc và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong khi dự án đường DH72 qua địa bàn huyện Tiên Lữ nhiều năm chưa hoàn thành do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thì tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, ngay khi dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường liên huyện DH72 được phê duyệt, chính quyền địa phương cùng với nhân dân rất vui mừng phấn khởi bởi sẽ không còn phải chịu cảnh đường nhỏ hẹp xuống cấp. Vì vậy, hơn 300 hộ dân của xã
đã đồng thuận hiến trên 6.000 m2 đất thổ cư và nông nghiệp để thực hiện dự án. Gấp rút di chuyển những gốc cây và ụ đất còn sót lại sau khi phá tỡ cây cối, tường rào khi hiến đất. Các thành viên trong gia đình ông Bình ai cũng vui mừng phấn khởi vì tuyến đường trước nhà sắp được mở rộng khang trang, thay vì đắn đo suy nghĩ về việc có nên hiến gần 40 m2 đất thổ cư với giá trị khoảng 500 triệu đồng cho nhà nước hay không. Con đường này nó quá cũ, nếu mà hôm nay là có được cái dự án này này rất là ủng hộ. Thế nhà nước ủng hộ 10, tôi ủng hộ 1, 50 mét chứ 100 mét vẫn nhất trí, mà gọi để vui vẻ làm sao được cho là gọi là đường cái đường rộng thanh thang. Tuyến đường DH72 nối hai huyện Kim Động và Tiên Lữ đi qua hai thôn Đống Lương và Lương Xá của xã Hiệp Cường. Đây là tuyến đường liên huyện với phương tiện đi lại đông, sau nhiều năm qua luôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng với hàng trăm ổ gà, ổ voi khắp mặt đường. Vì vậy khi nhận được chủ trương có dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường, chính quyền địa phương cùng nhân dân rất vui mừng. Song khối lượng cần giải phóng mặt bằng hiến đất của người dân lớn, giá trị cao nên khi bắt tay thực hiện, xã Hiệp Cường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần và sự quyết tâm cao nhất. Mới đầu thì là bước vào làm thì là cũng có một số hộ dân là cũng chưa hiểu, nên là chúng tôi phải đến từng nhà động viên để các gia đình hiểu ra vấn đề, là đều chung tay là hiến đất làm đường và tự phá dỡ các công trình của mình để cho thi công nhanh chóng. Khối dân vận đảng ủy đã cùng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền đã xây dựng cái mô hình vận động nhân dân thực hiện hiến đất, thì đến nay nhân dân tự nguyện 100%. Chúng tôi đã bàn giao lại mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay đã có hơn 300 hộ dân của xã Đồng Thuận hiến đất, trong đó có khoảng 100 hộ hiến đất thổ cư và khoảng 200 hộ dân hiến đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất hiến để mở rộng đường khoảng 6.000 m2. Các hộ dân đã nhanh chóng phá tỡ công trình, nhà cửa, cây cối để bàn ta mặt. Hiện tuyến đường đang thực hiện phần việc thi công rãnh thoát nước hai bên đường. Nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ ngay khi nhận lệnh cái là gia đình chúng tôi tổ chức tháo dỡ và là dọn dẹp, giải phóng mặt bằng đầy đủ cho bên thi công làm việc, không có gây cản trở một tí nào cả và còn tạo điều kiện và giúp đỡ hơn thêm. Thành công của xã Hiệp Cường trong việc tuyên truyền, vận động sự ủng hộ, đồng thuận của người dân hiến đất làm đường chính là minh chứng rõ nét nhất khi sự đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân được siết chặt, chính là chìa khóa để mở ra mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tránh quốc lộ 38 đang ở giai đoạn 1. Hiện xã An Viên, huyện Tiên Lữ vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, gây chậm trễ tiến độ của dự án. Nguyên nhân là do xã không triển khai dồn thừa đổi ruộng và chưa nhập dữ liệu sau khi dự án Vinlab triển khai. Trong giai đoạn 1, huyện Tiên Lữ cần giải phóng mặt bằng 278 thửa đất, thì 3 xã gồm Thủ Sĩ, Thiện Phiến và Hải Triều đã hoàn thành. Riêng xã An Viên vẫn còn 111 thửa đất với diện tích nhỏ đang tiếp tục phải rà soát. 2014 là xã An Viên không thực hiện dồn ruộng đổi thửa theo cái kế hoạch được. Thế và cái chương trình Vinlab không nào thực hiện được và chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân ở ngoài đồng được. Thế và hiện nay là chúng tôi đang rà soát theo cái quy hoạch và được Sở Tài nguyên Môi trường đã đo vẽ. Dự án đường tránh quốc lộ 38B được huyện Tiên Lữ triển khai theo quyết định số 2746 năm 2021. Chiều dài toàn tuyến là 9,3 km với kinh phí trên 178 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh. Hiện thời hạn dự án chỉ còn 31 tháng để tiếp tục giải phóng mặt bằng tiếp 3 xã gồm Đức Thắng, Trung Dũng và xã Cương Chính ở giai đoạn 2 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công toàn bộ công trình. Việc chậm giải phóng mặt bằng cho thấy sự điều hành của chính quyền xã chưa sát sao với công tác quản lý đất đai, dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Thưa quý vị và các bạn, chợ là nơi cung cấp hàng hóa thiết yếu, góp phần quan trọng trong tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, bất cập hiện nay là nhiều chợ xây dựng khang trang, song hoạt động lại không hiệu quả, có chợ bỏ không, gây lãng phí.
chợ dân sinh trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ thuộc dự án chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại huyện Yên Mỹ được đầu tư xây dựng từ năm 2011. Chợ có diện tích gần 8.000 m2, phục vụ nhân dân kinh doanh buôn bán. Sau nhiều năm hoàn thành, hiện vẫn bỏ không, không thu hút được tiểu thương vào họp. Trái với cảnh vắng vẻ trên, cách đó khoảng 1 km là chợ Cóc, họp ngay trên tuyến đường DH40, lại kinh doanh rất nhộn nhịp. Mặc dù điều kiện tạm bợ nhưng các tiểu thương lại không muốn vào kinh doanh trong chợ. Dẹp chợ nhiều, người ta lên rồi nhưng mà ta không bán, người ta lại quay về. Không ai vào hết, vào không bán được. Người ta cứ đi đường, người ta mua luôn, người ta không vào chợ. Đã bố trí lực lượng chức năng 4 lần dồn chợ từ lúc 2 giờ sáng. Khi người dân mang hàng đến thì đưa lên xe và chở vào cái khu vực chợ thương mại của thị trấn để cho người dân bán hàng. Nhưng tuy nhiên thì sau khi đưa các cái hộ vào trong chợ thì người ta không muốn bán được mà không có ai đến mua. Chợ xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động được dự án Lip Sáp đầu tư gần 2 tỷ đồng, diện tích gần 2.000 m2 với 20 quầy bán thực phẩm tươi sống được ốp lát, có mái che, điện nước đầy đủ. Tuy nhiên, sau 6 năm hoàn thành, các tiểu thương không vào chợ để bán mà kinh doanh ở phía ngoài. Nguyên nhân là do khu vực chợ chỉ bán hàng tươi sống lại ở khuất phía sau, nên người dân không vào mua, tiểu thương vào được mấy ngày rồi không vào nữa do ế hàng. Khu vực chợ được xây dựng lại bỏ hoang. Vào rồi mà, vào mấy buổi rồi đấy nhưng không ai ta vào mua lại phải ra đấy. Theo cái chương trình quy hoạch thì chúng tôi tập trung vào quy hoạch ở khu vực chỗ mới gần trước cửa ủy ban phù hợp với cái chợ của truyền thống của địa phương, nó tránh cái vấn đề là người ngồi trong lòng lề đường. Thực tế ở một số địa phương chợ xây xong nhưng người dân lại không vào họp, trong khi đó ở những khu vực xung quanh các hộ lại lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh. Về lâu dài, để việc xây dựng và đưa chợ vào hoạt động hiệu quả cần có sự tính toán kỹ trong việc chọn vị trí phù hợp với nhu cầu kinh doanh buôn bán của nhân dân, tránh tình trạng đầu tư chợ gây lãng phí và ảnh hưởng đến quá trình phát triển ở địa phương. Tỉnh Hưng Yên đang trên đà phát triển công nghiệp mạnh mẽ, có hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhà máy đang hoạt động với hàng trăm nghìn công nhân. Vì vậy, việc đảm bảo bữa ăn cho người lao động nhằm đảm bảo sức khỏe để sản xuất đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như tạo ra của cải vật chất cho xã hội là hết sức quan trọng. Bên cạnh việc xây dựng các mô hình điểm bếp ăn tập thể, một số doanh nghiệp cũng có những biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn chất lượng bữa ăn phục vụ công nhân. Phản ánh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mectech Việt Nam có vốn đầu tư từ Nhật Bản chuyên sản xuất bản mạch điện tử cho khu công nghiệp Thăng Long 2 từ năm 2017. Cứ thứ ba hàng tuần, đội tuần tra 26 người gồm cán bộ y tế, công đoàn và đại diện một số công nhân của công ty Mectech Việt Nam lại luân phiên đi kiểm tra, giám sát tại bếp ăn cả 3 buổi, sáng, chiều, tối. Kiểm tra toàn bộ là bao quát khu vực vệ sinh của bếp cũng như là kiểm tra khu vực sơ chế, kiểm tra toàn bộ dụng cụ khay đũa thì có đảm bảo vệ sinh hay không, cũng như là đồ thực phẩm xem có đạt độ tươi sống hay không, các đồ khô, đồ ăn liền thì là như ví dụ như sữa chua hay sữa thì là có đủ đảm bảo là có còn hạn sử dụng hay không. Để phục vụ suất ăn cho hơn 3.000 công nhân, người lao động mỗi ngày, công ty Bếp Việt Nam ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hạn GHP thực hiện nấu ăn ngay tại chỗ. Đây cũng là một doanh nghiệp Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong cung cấp suất ăn tại Nhật Bản và Việt Nam. Đơn vị này đang ký hợp đồng với 8 đơn vị cung cấp thực phẩm đầu vào và hàng ngày cũng tự kiểm soát với hơn 30 tiêu chí để đảm bảo an toàn thực phẩm. Chúng tôi có nhân sự kiểm tra định kỳ các cơ sở cung cấp thực phẩm đầu vào, qua đó chỉ sử dụng thực phẩm có hồ sơ xuất xứ rõ ràng. Chúng tôi cũng thực hiện lấy mẫu và lưu mẫu từng ca đúng quy định và chụp ảnh, chia sẻ lên nhóm Zalo để bộ phận quản lý có thể kiểm tra từ xa. Hàng ngày có nhân viên giám sát việc vận hành của bếp. Mỗi bữa đều có 3 khẩu phần mẫu như thế này để công nhân được lựa chọn. Trong đó có một số món ăn hương vị Nhật Bản như gà chiên, karaage, gà sốt, teriyaki, canh miso. Hôm nay em chọn suất ăn số 3. Em thấy nhà ăn phục vụ đầy đủ chất dinh dưỡng cho mọi người. Một số suất ăn Nhật Bản ý, em thấy phù hợp với khẩu vị của em. Suất ăn ở công ty thì rất là đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho công nhân sản xuất ạ. Bên cạnh việc kiểm soát, giám sát chặt chẽ của ba bên là doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ và cơ quan quản lý nhà nước qua dữ liệu phần mềm trực tuyến.
công ty Mectec Việt Nam còn dự phòng cả những tình huống bất thường liên quan đến thực phẩm. Để tránh những cái trường hợp mà phát sinh ngoài ý muốn thì chúng tôi cũng đã lập ra những cái kịch bản ứng phó ngộ độc thực phẩm và cũng đã cho diễn tập một năm định kỳ một năm một lần. Chưa từng để xảy ra sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm. Đây là bếp ăn tập thể hoạt động hiệu quả, có quy trình kiểm soát chặt chẽ và được Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Hưng Yên xây dựng là mô hình điểm để nhân rộng ra các doanh nghiệp khác. Trong năm 2023 này thì cố gắng thì chúng tôi sẽ xây dựng khoảng 10 đến 15 mô hình điểm về bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp.